Hi, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay sẽ chia sẻ đi hái cà phê ở nhà nha. Mời tất cả mọi người cùng theo dõi video này nha. Đây là ở vùng quê của Sia này mọi người. Sư Kim đi mua bánh đi hái cà hả Sư Kim? Để Sư Kim đi đi mua bánh hái cà mọi người nhá. Ui, mua cà sữa luôn hả? Sao đi cái nhắc cái ghim? Đây, hôm nay xe sẽ đi hái cà ở trên này mọi người nhá. Chỗ cây nhỏ đấy mọi người. Đây, tít ở phía trên này. Cái mùa này chín rồi mọi người, đang chờ đợi vợ về rồi. Xe sẽ đi hái cà nha mọi người. Quay xuống lại ván cái thật. Tôi là cá xuân đó, tôi là hậu ôn đó, tôi là pi đó. Giờ ông mi à, làng rồi hết cà phê đó ông mi. Tôi là cá thao đó ông mi. Rồi cà phê đúng ngăn cà phê đó ông mi. Chín đẹp nha. Nhớ like cho mình nha thật bạn. Mọi người nhớ like và chia sẻ cho bà và tân cái lớp nhà. À, bà trai. Cà phê này các bác ơi. Lại đọc của tôi đây đi. Xin chào mọi người nhá. Xin chào mọi người. Đây cá đây mọi người ơi. Cá chín đẹp. Hôm nay thu đậm luôn. Cá năm nay ít trái mọi người ạ. Này. Review cả hai cả hôm nay mọi người nha. Cả năm nay ít trái mất mùa. Ăn bát đàn thôi bi.
Xong rồi nha mọi người, bây giờ anh em mình sẽ đi chợ về bán. Đây mình chợ còn được 4-5 bao. Còn hôm nay ít trái mọi người, đang nghỉ rồi nha. Bây giờ 4 giờ rồi. Được 17 bao. 7 bao nhỏ mọi người. Không tụi hiếng pro chụp thám mà tụi tôi chết trễu. Thôi là. Ừ. Khám đã, chúng tôi chật thu sân của tình rồi. Còn cái chật thu của mình của tình. Này được 28 tạ hả chị? Đây, 854 tỷ. Lúc nãy cộng mình bị thói rồi. Đây. Có viên tới trong đây không? Hả? Không có chuyện. Còn rai cái này. Đến vlog xe à? Đi lại. Đi. Làm xe à? Mai hái xong rồi tính tiền nước nha. Đây là mai hái xong rồi tính tiền nước. Dạ. Được 1 triệu. Đây nè, xe lên vlog nè. Xe nè. Kết thúc mọi người.